Chào các bạn. Khu vực phường Cao Sơn, thành phố Cẩm Phả trước đây gọi là khu Cọc 3, phía tây giáp phường Cẩm Đông, phía đông giáp phường Cẩm Phú. Quốc lộ 18 đoạn qua khu vực này, giờ rộng đẹp, thoáng đãng, hai bên đường trồng nhiều cây xanh và hoa, dân cư đông đúc sầm uất. Mời các bạn cùng trải nghiệm cảm nhận những hình ảnh thực tế của nơi này nhé. We'll be right back.